Hi yo, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trên màn ảnh của Piu Piu. Mình đọc được rất là nhiều comment về việc là các bạn hỏi mình là mua một bộ máy tính bao nhiêu tiền thì xứng đáng để làm stream, để chơi game, để tất cả thứ các loại. Trước đây thì mình đã từng có một bộ máy rất là ok rồi. Nhưng mà gần đây thì mình đã chuyển lên studio và mình cần phải đi mua một bộ máy mới. Mình cũng suy nghĩ rất là nhiều và mình được một người bạn giới thiệu và mua vé cho ra tận Hà Nội để đi mua máy lận. Thế là mình đã quyết định đi chơi mà tội gì, và còn có thể trải nghiệm ở Hà Nội, đi mua máy Hà Nội như nào nữa. Và đây, đường phố Hà Nội, mình đã có mặt ở đây. Và mình đã được dẫn đến một cửa hàng mà thật ra thì mình có cảm thấy một phần quen thuộc, rất là nổi tiếng ở trên đường Thái Hà. Và đây rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cửa hàng đấy nhá. Trước khi mình vào thì mình muốn nhắm là mua một bộ máy khoảng dưới 100 triệu. Nếu như mà hơn 100 triệu thì sẽ suy nghĩ lại để xem mấy ông tư vấn viên ông ấy sẽ giúp mình mua như thế nào nhá. Chào anh ạ, anh đến với Hà Nội Computer thì chắc là 96,69% là anh muốn build máy mới để stream game đúng không ạ? Đúng rồi, mình đến đây để xem mua một bộ máy ở nhà, là mình là dân, nói chung là có công việc là stream. Nên là chủ yếu mua máy là cả chơi game lẫn cả stream nữa, thì không biết được là mức giá tiền như thế nào. Thật ra thì tiền cũng thành vấn đề, nhưng mà nhiều quá thì không có thôi. Vậy thì nhưng mà anh sẽ phải cho em một khoảng giá mà anh có trước thì em mới có thể dễ dàng build máy cho anh để phù hợp với cả nhu cầu của anh. 100 triệu đấy. Với khoảng tầm giá 100 triệu sẽ là khá là cao. Nói chung là nó sẽ rất là dư để cho anh stream PUBG. Còn về độ đẹp thì nói là cực kỳ đẹp luôn. Thế thì xuống 50 đấy. Nếu mà 50 ấy, thì anh sẽ có thể stream được PUBG. Stream tốt PUBG. Nhưng mà về lập lòe em sẽ không thể nào mà chắc chắn với anh được. Thế thì nói chung là ở khoảng 50 đến 100 đi. Nhưng mà nó phải có lép lồng nhá, kiểu nhấp nháy này nọ ấy. Nếu mà khoảng giá từ 50 đến 100 triệu thì sẽ rất là dễ để build cho anh một hệ thống để stream ngon PUBG này. Rồi LED RGB lập lòe các thứ luôn, rất là đẹp. Ok, nhưng mà trong khoảng ấy thôi nhá. Đấy. Trong khoảng đấy, ok. Thế bây giờ lấy cái gì đầu tiên à? Đầu tiên anh sẽ phải lựa chọn là CPU. Thì với CPU thì đầu tiên em sẽ có một sự lựa chọn cho anh, đấy chính là về CPU anh có thể lựa chọn là về Intel, anh có i7-8700K, có 6 nhân 12 luồng và xung nhịp nó sẽ là rất là cao. Còn với vi xử lý của AMD sẽ là AMD Ryzen 7-2700X. Với hai CPU này thì con Intel sẽ là nó ít nhân hơn một chút, nó có 6 nhân nhưng mà xung nhịp nó rất là cao, hỗ trợ chơi game rất là tốt. Còn với con CPU của AMD thì anh sẽ có là 8 nhân nhưng mà xung nhịp anh sẽ thấp hơn một chút. Nhìn về mặt hiệu năng chơi game nó sẽ khoảng tầm là một chút thôi, thấp hơn con Intel một chút thôi. Nhưng mà về hiệu năng stream game thì nó sẽ rất là tốt đấy. Thế nghe cái AMD gì mà cái stream game thì rất là ngon, bởi tôi stream game mà. Nhưng mà hình như là chơi game ông bảo là gì, chơi game không ngon bằng hay sao? Đúng rồi, nếu như mà trước đấy thì những vi xử lý của AMD thì chơi game không ngon bằng những vi xử lý của Intel. Nhưng mà ở hệ thứ hai này thì AMD đã cải tiến rất là nhiều. Và những vi xử lý của AMD thì chơi game gọi là 19-10 với cả những vi xử lý của Intel luôn. Và với stream thì nó còn ngon hơn nữa cơ.
Ok, nghe cái vụ mà chơi game 1/10 mà lại stream lại ngon hơn à? Đấy. Tôi lấy cái đấy nhưng mà trông như thế nào nhỉ? À, đây đây là con Ryzen 7 2700X. Anh có thể thấy ở đây là LED của nó, LED RGB rất là đẹp. Mặc dù là quad stop của nó thôi nhưng mà LED nó rất là đẹp rồi. Tôi cầm một cái nào. Trông cũng ok phết nhỉ, còn đèn đèn đấy hả? À? Lúc mà đấy, nó quay nó đèn lên hả? À? Đèn của nó ở đây, còn nó còn có cả ở giữa nữa cơ. Ờ, ok. Con này bao nhiêu tiền? Con này thì anh sẽ có mức giá là 9.7 triệu. 9.7 triệu cơ? Em nghĩ với tầm giá khoảng tầm từ 50 đến 100 triệu của anh thì với con CPU giá 9.7 triệu sẽ rất là phù hợp. Đơn giản, 9.7 triệu thì ok, đơn giản đấy. Chốt 9.7 triệu thì tôi lấy con này đấy. Sự lựa chọn về CPU vừa rồi của anh rất là ok đấy, bởi vì em vừa đi Computex về và thông tin em nhận được từ Computex đấy chính là CPU AMD Ryzen 7 2700X. Nó vừa đạt giải là CPU đáng lựa chọn nhất năm 2018. Ôi, ông nghe ông tư vấn cũng phải thuốc không biết có thuốc tôi không nhỉ? À không, với em anh cứ yên tâm đi, bởi vì tiêu chí của em đấy chính là càng rẻ càng tốt. Thế tiếp theo là cái gì nhỉ? Tiếp theo thì anh sẽ phải lựa chọn đấy chính là về bo máy chủ. Thì anh có phải là fanboy của một hãng nào đấy không? Hay là lựa chọn những linh kiện theo một hãng nhất định nào đấy? Fanboy à? Tôi không fanboy hãng nào. Cứ cái gì mà ngon bổ rẻ lấy thôi. Thực ra thì với ngon bổ thì nó sẽ không đi kèm với rẻ đâu, và anh sẽ phải có giá cao một chút. Đấy chính là nếu mà anh có lựa chọn về ngon bổ ấy thì anh sẽ có những bo máy chủ của Asus hoặc là những linh kiện của Asus. Nó rất là ngon nhưng mà mức giá của nó sẽ hơi cao một chút. Rồi ok, nó như thế nào? Sao nào lấy của Asus đi. Nếu mà thế em sẽ lựa chọn cho anh luôn, đấy chính là bo máy chủ Mach-Pin của Asus, đấy chính là Asus ROG Corsair 7 Hero. Rồi ok, nó như thế nào? Sao nào lấy của Asus đi. Đấy. Và nếu như anh sử dụng bo máy chủ của Asus thì anh sẽ có những tính năng rất là tốt. Ví dụ như là anh sẽ có về tính năng như là Aura Sync, một tính năng đồng bộ LED RGB phải nói là ngon nhất thị trường ngày nay luôn. Anh những link bất kỳ một linh kiện nào có LED RGB anh đều có thể sync được, mà anh có thể đồng bộ được với nó, nhìn rất là đẹp. Rồi ngoài ra với những bo máy chủ của Asus thì nó sẽ có trên mình rất là nhiều công nghệ. Em khẳng định là anh không bao giờ dùng hết những công nghệ bên trên nó đâu. Và chất lượng của những công nghệ đấy thì cực kỳ ngon luôn. Và nếu như anh là một dân Epsung ấy thì anh sẽ biết với những dân Epsung họ sẽ thường xuyên lựa chọn những bo máy chủ của Asus bởi vì chất lượng của nó rất là tốt. Mà thực ra chủ yếu em lựa chọn bo máy chủ này cho anh ấy, thực ra nó là vì là LED RGB của nó quá là đẹp luôn. Đây là một trong những bo máy chủ dành cho vi xử lý AMD đẹp nhất mà anh có thể lựa chọn. Ok ok, thế thì nghe cũng phải hợp lý đấy nhỉ. Lấy con đấy đi. Tiếp theo là cái gì? Anh vừa rồi anh đã qua đấy chính là CPU rồi, rồi là bo máy chủ rồi thì sẽ tiếp tục đấy chính là về card đồ họa. Với tầm giá từ 50 cho đến 100 triệu thì anh sẽ có sự lựa chọn là GTX 1080 Ti hoặc là Vega 64 của AMD. 1080 Ti sẽ là của Nvidia, còn Vega 64 là của AMD. Với hai mẫu card đồ họa này thì hiệu năng nó cũng là gần như là xem nhau. Thì anh có thích một cái nào đấy nhất định không? Không quan trọng, theo ông thì cái nào ổn cho cái combo này rồi sao? Đấy, nếu mà xét về mặt hiệu năng thì con 1080 Ti sẽ nhỉnh hơn một chút so với cả con Vega 64. Nhưng mà với con Vega 64 đã rất là thoải mái để cho anh là như là stream 2G này, rồi là chơi game giải trí các thứ, hay là kể cả làm đồ họa video các thứ cũng rất là ngon luôn. Ok, thế nhưng mà tôi nghe hình như là loáng thoáng phong phanh ấy, là hình như là con card đồ họa này là hay bị lỗi với lại bị nóng thì đúng không? Driver tôi không biết gì làm sao tôi sửa. Với cái vấn đề nóng này thì anh cứ yên tâm, đấy chính là với những bản stock của AMD nó sẽ khá là nóng ấy. Nhưng mà với bản mà của Asus làm cho AMD thì tản nhiệt của nó rất là khủng và cực kỳ mát luôn. Còn về vấn đề driver thì ERIC Vega 64 nó đã ra mắt được khá là lâu rồi, một thời gian khá là dài rồi. Thì nó đã được update driver liên tục và tính ổn định của nó thì cực kỳ ok. Ok, nghe cũng có vẻ ổn đấy nhỉ. Nhưng mà ngoài mấy cái đấy nghe ổn ra thì nó còn cái gì đặc sắc hơn để mà mình chọn nó không? Về đặc sắc hơn nữa thì anh có thể lựa chọn những mẫu card đồ họa của AMD bởi vì nó có hỗ trợ để chính là AMD FreeSync, một tính năng đồng bộ giữa tần số quét và cũng như là cái FPS mà anh chơi game ấy. Với sự đồng bộ như thế thì anh chơi game sẽ mượt hơn, không bị xé hình, rồi là cái input lag các thứ nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Và ngoài ra ấy, những cái mẫu mà màn hình có FreeSync thì nó rẻ hơn những mẫu màn hình có G-Sync của Nvidia. Ok, nghe có vẻ ổn. Tôi cân nhắc gọi là ba cái con vừa rồi thế là bao nhiêu tiền rồi ấy nhỉ? Nãy giờ thì anh sẽ vừa lựa chọn là ba linh kiện, đấy chính là CPU, mainboard và card đồ họa, thì tổng giá trị của nó hiện tại đang khoảng tầm 45 triệu rồi. 45 triệu cơ? Mới có ba món mà đã 45 triệu rồi. Tôi chỉ có 50 với 100 thôi mà chưa gì đó 45 triệu thôi. Nhưng mà đây là ba linh kiện đắt nhất,
thì với những linh kiện sau thì nó sẽ không đắt như này đâu, và chắc chắn tầm tiền của anh sẽ không bao giờ vượt quá 100 triệu. Đấy là cao nhất thôi. Rồi thế món tiếp theo là món gì đây này? Đấy, vừa rồi thì anh đã có CPU, bom máy chủ của nhà cạc loại rồi, thì bây giờ anh sẽ lựa chọn là về bộ nhớ RAM. Với anh là một streamer thì em nghĩ khoảng tầm 16GB RAM đã là khá là đủ của anh rồi. Nhưng mà nếu như anh có muốn làm như kiểu edit video, chỉnh sửa đồ họa nữa, em nghĩ là 32GB sẽ là hợp lý hơn. Xem nào, 32GB máy của tôi, cái máy này tôi mua để xài trên studio, nên là chắc ông editor, ông làm video ấy, là chắc ông cũng sẽ xài. Chắc là lấy 32GB đi cho nó thoải mái. Ok. Nếu như anh chọn 32GB thì em sẽ lựa chọn cho anh đấy chính là 2GB RAM của KingMax Dragon Zoop RGB. Ngoài dung lượng RAM nhiều ra thì anh sẽ có LED RGB rất là đẹp. Khi nó đồng bộ LED ở trên RAM này, trên RAM có LED rồi nó đặt lên cả bom chủ có LED nữa thì nó sẽ đẹp đẹp kỳ luôn. Ok. Lấy đại khái là cái đấy. Tiếp theo là cái gì nữa nào? Tiếp theo thì anh không biết anh ở nhà đã có sẵn ổ cứng chưa nhỉ? Ổ cứng à? Ổ cứng hình như là có một cái ổ cứng rồi. Thế ở nhà anh là dùng ổ cứng cơ hay là ổ cứng SSD nhỉ? Cơ hay là SSD à? Hình như là cơ đấy. À, nếu mà thế thì em sẽ phải tư vấn thêm cho anh một sự lựa chọn nữa về ổ cứng. Đấy chính là ổ cứng SSD NVMe KingMax có dung lượng là 256GB. Bởi vì với ổ cứng SSD này thì anh sẽ cho anh một cái tốc độ vào win nhanh hơn này, tốc độ mở phần mềm nó cũng nhanh hơn, rồi tốc độ vào game các thứ nó cũng sẽ nhanh hơn khá là nhiều. Thì vừa rồi em đã chọn cho anh gần như là đầy đủ tất cả những linh kiện rồi, thì sẽ còn có một số linh kiện khác nữa, ví dụ như là nguồn rồi là vỏ cây thì chắc là em cũng sẽ lựa chọn cho anh luôn, bởi vì em mà tư vấn thì cũng sẽ rất là lằng nhằng. Ok, thì ông lấy đại đi, nhưng mà có đẹp không, mấy cái đấy nó cây củng nó có đẹp không, khi nhìn cái cây như nào đó thì anh yên tâm đi, bởi vì bộ nguồn em lựa chọn cho anh sẽ là bộ nguồn FP Hydro có công suất là 750W để kéo cả một cái cấu hình rất là mạnh như thế này. Rồi vỏ cây em sẽ lựa chọn là Cooler Master, rồi mẫu này là mẫu H500P. Độ đẹp của nó anh yên tâm đi, bởi vì rất là nhiều người lựa chọn vỏ cây này về để mod các thứ để làm cho nó đẹp hơn. Rồi còn lại thì anh sẽ phải có thêm một cái tản nhiệt nước nữa. Thì về cái tản nhiệt nước thì nó sẽ là mẫu cũng là của Cooler Master, thì là mẫu ML240 RGB. Nó vừa có hiệu năng cao vừa hoạt động ổn định thì nó sẽ làm hệ thống của anh mát hơn khá là nhiều. Nghe cái gì cũng thấy hợp lý nhỉ. Nhưng mà có chắc là khi mà lắp vào thì tất cả nó sẽ đẹp không? Nó sẽ kiểu hoàn chỉnh, đắp lánh này nọ không? Chắc chắn nó sẽ là đẹp, bởi vì tất cả những linh kiện vừa rồi em đã lựa chọn cho anh đều là những linh kiện phải gần thuộc top hàng top rồi. Với một cấu hình như thế thì chắc chắn nó sẽ là rất là đẹp, và cũng như là hiệu năng nó mang lại rất là cao. Ok. Được rồi, bây giờ mà tôi cũng chưa hình dung trông nó như thế nào. Nhưng mà tổng cộng từ nãy giờ là tôi đã mua những cái gì rồi nhỉ? Chốt lại thì anh sẽ đã có những linh kiện. Đầu tiên là CPU AMD Ryzen 7 2700X này. Rồi bom máy chủ là ASUS ROG Corsair 7 Hero. Rồi card đọa sẽ là ASUS ROG Strix Vega 64. Rồi về RAM, anh có kit RAM là của KingMax là Dragon Zoop RGB 32GB. Rồi ổ cứng SSD NVMe cũng là của KingMax luôn, dung lượng 256GB. Bộ nguồn là FSP Hydro G công suất 750W. Rồi vỏ cây Cooler Master H500P và bộ tản nhiệt nước là Cooler Master ML240 RGB. Đấy, tất cả những linh kiện vừa rồi là sẽ dành cho anh. Từ đấy là bao nhiêu tiền đấy nhỉ? Tổng tất cả chi phí mà anh phải bỏ ra đấy khoảng tầm 65 triệu. 65 triệu à? Ổn phết nhỉ? Nghe hợp lý đây này, 65 triệu là ok đây này. Thế bây giờ là tôi lấy máy hay là tôi thanh toán nhỉ? Thì anh sẽ thanh toán ở phía sau này ạ. Đồ bên kia à? Ok.